Hello everyone, welcome to my channel. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Một ngày mới lại bắt đầu. Tiến Vlog kính chúc mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Đặc biệt là những bạn làm YouTube ngày càng kiếm được thật nhiều tiền ở trên YouTube nhé. Hôm nay là thứ năm mọi người ạ. Và như bình thường, thứ năm lại là ngày nghỉ của Tiến Vlog. Chính vì vậy mà Tiến Vlog tranh thủ làm video này để kịp cho tối mai phát hành video mới nha các bạn. Và nếu như mọi người đang theo dõi kênh của Tiến Vlog, nếu các bạn thấy video này hay và thú vị thì các bạn đừng quên cho Tiến Vlog một like, một bình luận, một chia sẻ và một đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiếp tục với chủ đề kiếm tiền ở trên YouTube thì ngày hôm nay Tiến Vlog xin phép được chia sẻ đến với tất cả mọi người 10 cách để các bạn tối ưu hóa video ở trên YouTube để video của các bạn có thể tiếp cận được lượng khán giả tối đa nhất nha mọi người. Và để không phí phạm thời gian của tất cả mọi người, bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Let's go! Đây là toàn bộ những video trên kênh YouTube của Tiến Vlog nè mọi người. Thì bây giờ để các bạn dễ hình dung hơn thì Tiến Vlog sẽ vào cái video mới nhất mà Tiến mới phát hành. Đó chính là video nhà có một mình tập 18 để các bạn tiện theo dõi nhé. Thì ở đây là chi tiết toàn bộ video nhà có một mình tập 18 của Tiến Vlog này mọi người. Thì như các bạn cũng biết, ở trong này chúng ta có rất là nhiều cài đặt để mình tối ưu hóa video của mình. YouTube đã tạo ra những mục như thế này đều có ý nghĩa của nó hết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng mục một để các bạn có thể hiểu rõ được cách để chúng ta tối ưu hóa video để mình có thể tiếp cận được tối đa lượng khán giả xem video của mình nha mọi người. Thì top 1 đó chính là đặt tiêu đề cho video. Thì tiêu đề chiếm vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tối ưu hóa video nha các bạn. Ở đây phần tiêu đề YouTube cho phép mình đặt tối đa 100 ký tự bao gồm cả khoảng trống. Tuy nhiên chúng ta nên đặt tiêu đề cho video trong khoảng từ 40 đến 70 ký tự là phù hợp nha các bạn. Tại vì nếu mình đặt tiêu đề video quá dài thì lúc mọi người tìm kiếm video á thì từ phần 70 ký tự trở lên nó sẽ bị ẩn đi. Nếu như người xem người ta muốn biết được toàn bộ tiêu đề của video thì người ta phải bấm vào hiển thị thêm, thì lúc đó toàn bộ tiêu đề của video các bạn mới hiển thị đầy đủ nhất. Chính vì vậy các bạn chỉ cần đặt tiêu đề cho video trong khoảng từ 40 đến 70 ký tự là hợp lý nhất nha các bạn. Tuy nhiên có những trường hợp thì tiêu đề mình sẽ dài hơn một chút nha các bạn. Ví dụ như ở đây video này của mình là tiêu đề của mình dài tới 76 ký tự. Và các bạn lưu ý dùng mình là khi đặt tiêu đề của video thì các bạn phải chứa từ khóa ở trong cái tiêu đề đó. Ví dụ như các bạn muốn chia sẻ về một món ăn thì ở trong video của mình chia sẻ cùng một lúc 3 món ăn. Chính vì vậy mà Tiến không đặt tiêu đề video là một món ăn cụ thể nào đó, mà Tiến muốn đang hướng mọi người tìm đến từ khóa là nhà có một mình. Chính vì vậy mà Tiến đặt tiêu đề video là có từ khóa nhà có một mình. Còn lại 3 món ăn đó mình sẽ để ở phần mô tả. Các bạn muốn biết được cái từ khóa đó như thế nào thì các bạn có thể sử dụng. Thứ nhất đó là các bạn có thể vào thẳng YouTube và sau đó các bạn gõ cái từ khóa các bạn cần tìm ở trên này. Ví dụ như là thịt ba chỉ của Tiến, hôm nay Tiến làm món thịt ba chỉ đi chẳng hạn, thì Tiến sẽ gõ là thịt ba chỉ thì ở đây nó sẽ hiện ra các từ là thịt ba chỉ chiên giòn hay là thịt ba chỉ chiên sả ớt. Đấy thì các bạn có thể dựa vào đó để các bạn đặt tiêu đề cho video của mình. Hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái trang nghiên cứu từ khóa, đó chính là trang cayhuoctool.io. Đây, mình sẽ vào cho các bạn xem nè. Sau khi vào trang cayhuoctool thì các bạn nhập cái từ khóa các bạn cần nghiên cứu vào. Ví dụ như mình đang nhập nghiên cứu từ khóa là thịt ba chỉ thì mình sẽ nhập từ khóa thịt ba chỉ vào để xem coi thử là từ khóa thịt ba chỉ nó sẽ bao gồm những từ khóa gì nhá. Rồi sau khi mình nhập cái từ khóa thịt ba chỉ thì ở đây nó sẽ gợi ý cho mình những từ khóa, ví dụ như là thịt ba chỉ kho, thịt ba chỉ rang cháy cảnh ngon khó cưỡng, rồi thịt ba chỉ kho sả ớt. Tùy vào video của các bạn chia sẻ là từ khóa gì thì các bạn có thể tạo tiêu đề theo cái từ khóa mà người ta hướng dẫn ở đây nhé. Các bạn có thể tự lựa chọn từ khóa cho mình. Thì đấy là hai cách để Tiến lấy cây guộc
tức là lấy từ khóa để mình đặt cho tiêu đề video của mình nha các bạn. Bước thứ hai để chúng ta tối ưu hóa video của mình đó chính là đặt mô tả cho video. Thì ở phần mô tả của video, YouTube cho phép mình viết được 5.000 ký tự là tối đa nhất. Đây này, ở đây có hiển thị của mình là mình đang viết phần mô tả là 3.075 trên 5.000 này các bạn. Thì mình có thể viết được tối đa là 5.000 ký tự. Tuy nhiên các bạn lưu ý dùm mình là người ta vào để xem video của các bạn chứ không phải người ta vào để đọc một bài báo. Chính vì vậy khi các bạn viết mô tả, các bạn phải lưu ý dùm mình là ở 100 cái ký tự đầu tiên, các bạn hãy viết những từ khóa liên quan đến nội dung video nhất. Bởi vì YouTube chỉ hiển thị 100 từ viết đầu tiên. Và nếu như người xem người ta muốn tìm hiểu sâu hơn thì phải bấm vào chữ hiển thị thêm, thì lúc đó cái phần mô tả nó mới hiển thị toàn bộ nha các bạn. Còn lại YouTube chỉ hiển thị 100 từ đầu tiên thôi nha các bạn. Chính vì vậy khi các bạn viết mô tả thì 100 từ đầu tiên rất là quan trọng nha các bạn. Thì 100 từ đầu tiên đó các bạn hãy đặt những từ ngữ liên quan đến từ khóa ở trong video của các bạn. Có nghĩa là những cái từ đó có liên quan trực tiếp đến nội dung video các bạn muốn chia sẻ. Ví dụ như Tiến đang chia sẻ nội dung của video là nhà có một mình, thì ngay từ khóa đầu tiên Tiến đã đặt video là nhà có một mình. Thì các bạn lưu ý dùm mình là khi các bạn viết mô tả, các bạn nên lặp đi lặp lại từ khóa từ 2 cho tới 3 lần để tối ưu hóa nhất cái video đó của các bạn nhé. Nhưng mà trong quá trình viết từ khóa, các bạn hãy viết câu văn một cách hợp lý nhất, chứ đừng có chèn từ khóa một cách lầu liều quá nha các bạn. Hãy viết thành một cái đoạn văn cụ thể nhưng có chèn từ khóa của mình ở trong đó. Ví dụ như video này Tiến có chia sẻ là video nhà có một mình đúng không ạ? Và ở trong đó nội dung video là nấu các món ăn, thì Tiến có viết ở trong này là ví dụ như là thịt ba chỉ chiên giòn, sườn rang chua ngọt. Thì đó là lần đầu tiên, và sau này ở trong cái phần mà giới thiệu video thì Tiến hãy lặp lại một lần từ khóa nữa, đó chính là thịt ba chỉ này các bạn. Đấy, thì như vậy là các bạn đã lặp đi lặp lại được hai lần từ khóa rồi. Và ngoài ra trong quá trình viết mô tả, các bạn có thể chèn những cái video liên quan ở trong phần mô tả này, để ví dụ như người xem người ta muốn xem những video khác mà liên quan tới cái nội dung video các bạn đã chia sẻ thì họ sẽ có thể là vào thẳng trực tiếp đường link các bạn để ở đây luôn. Như vậy là xong bước thứ hai. Bước thứ ba đó chính là tạo ảnh thumbnail, tức là ảnh thu nhỏ cho video của các bạn. Ảnh thu nhỏ chiếm một vai trò cực kỳ quan trọng nha các bạn. Ở đây YouTube cho mình 4 lựa chọn để có thể tạo ảnh thu nhỏ cho video của các bạn. 3 ảnh là 3 ảnh YouTube mặc định và YouTube sẽ trích xuất từ trong video của các bạn. Và một ảnh đầu tiên chính là cái ảnh mình có thể tự tạo ảnh thu nhỏ cho video của mình. Thì các bạn lưu ý dùng mình là thông thường thì ba cái ảnh mà YouTube đã lấy mặc định hầu như là không có đẹp và không có nêu lên được toàn bộ cái nội dung video các bạn muốn chia sẻ ở đó là gì. Thì các bạn muốn có ảnh thu nhỏ mà đạt hiệu quả tốt nhất thì các bạn nên tự làm một ảnh thu nhỏ, sau đó các bạn tải ảnh thu nhỏ lên. Ví dụ như ở đây Tiến cũng đã làm một cái ảnh thu nhỏ riêng cho Tiến và Tiến đã tải lên như thế này. Điều đầu tiên quyết định khán giả có xem video của các bạn hay không đó chính là tiêu đề của video và ảnh thu nhỏ của video. Bởi vì khi người ta tìm kiếm một video nào đó thì người ta sẽ đọc là cái tiêu đề video đó đang chia sẻ về nội dung gì, và sau đó chính là cái nội dung mà mình chia sẻ ở trong video đó. Và khi các bạn tạo được ảnh thu nhỏ bắt mắt, khi người ta nhìn vào, người ta đập vào mắt của họ các bạn, người ta thấy cái ảnh thumbnail bắt mắt thì người ta lập tức sẽ vào xem video của các bạn. Chính vì vậy ảnh thumbnail rất là quan trọng nha các bạn. Bước thứ tư đó chính là tạo danh sách phát cho video. Đây, thì ở đây YouTube đã cho mình một cái danh sách phát để các bạn có thể tạo danh sách phát cho video. Thì nếu như các bạn chưa có tạo danh sách phát thì các bạn bấm vào chữ New Playlist để tiến hành tạo danh sách phát nha các bạn. Ở đây thì Tiến Vlog đã làm rất nhiều danh sách phát liên quan ở trong này, và ở mỗi video mình sẽ cho vào những danh sách phát riêng.
tùy thuộc video đó đang chia sẻ vào nội dung gì. Ví dụ như video mà Tiến đang chia sẻ đến với mọi người là video nhà có một mình tập 18 thì Tiến có một danh sách phát là nhà có một mình. Đây là video nhà có một mình. Thứ hai là trong này video này là Tiến đang chia sẻ về các món ăn. Chính vì vậy Tiến cho thêm vào một danh sách phát khác nữa, đó chính là món ăn nhà quê. Đồng thời Tiến có lập một danh sách phát tổng hợp toàn bộ tất cả các video ở trên kênh của Tiến Vlog. Chính vì vậy Tiến cho thêm vào một video là Tiến Vlog kênh tổng hợp. Như vậy là video này Tiến đã cho vào ba danh sách phát khác nhau. Và mục đích của danh sách phát là gì? Ví dụ như người ta vào xem video là nhà có một mình tập 18 của Tiến Vlog, họ muốn xem những video khác trong cái danh sách phát nhà có một mình, ví dụ như là nhà có một mình tập 14, 15, 16, 17 gì đấy, thì họ có thể vào danh sách phát này và họ có thể xem những video khác liên quan đến danh sách phát nhà có một mình của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ giữ chân lại được người xem ở lại lâu hơn. Bước thứ năm, bước này cũng rất là quan trọng này, đó chính là thẻ tag của video. Thì ở đây YouTube cho chúng ta có thể viết được 500 ký tự ở trong cái thẻ tag này. Và các bạn lưu ý dùng mình, thẻ tag chính là công cụ để khi người ta tìm kiếm một video nào đó thì video của các bạn sẽ hiển thị lên. Nếu như các bạn điền thẻ tag tương tự với cái nội dung mà họ đang tìm kiếm, mục đích của thẻ tag đó chính là thêm mô tả thông tin chi tiết video của các bạn để người dùng khi họ tìm kiếm một video bất kỳ nào đó, một nội dung bất kỳ nào đó, video của các bạn sẽ được hiển thị lên phần tìm kiếm để người xem có thể tiếp cận vào video của các bạn. Ví dụ như ở đây Tiến đang chia sẻ video là nhà có một mình và những từ thẻ tag Tiến đã đưa vào đây, ví dụ như là nhà có một mình này. Rồi ở trong này Tiến chia sẻ các món ăn, ví dụ như là thịt ba chỉ thì mình sẽ đặt từ khóa là thịt ba chỉ hoặc là sườn rim chua ngọt, bởi vì mình có chia sẻ nội dung món ăn là thịt ba chỉ là một, sườn rim chua ngọt là hai. Thì như vậy trong thẻ tag mình sẽ điền những từ khóa liên quan vào ở trong này. Và các bạn lưu ý dùng mình là video các bạn đang làm về nội dung gì thì các bạn hãy đặt thẻ tag đúng theo nội dung các bạn chia sẻ nhé. Tuyệt đối các bạn không điền những thẻ tag không liên quan ở trong video của các bạn. Nếu như các bạn viết những thẻ tag không liên quan thì YouTube sẽ đánh giá là các bạn đang spam video nha các bạn. Ví dụ như bây giờ ở video này Tiến đang chia sẻ là nhà có một mình tập 18 là những nội dung về món ăn, về những cuộc sống vlog thường ngày, mà Tiến lại đưa những từ khóa về công nghệ hay là du lịch vào đây thì nó hoàn toàn không liên quan tới video của mình. Và như vậy YouTube sẽ đánh giá là các bạn đang spam video và có thể video đó sẽ bị xóa khỏi YouTube nha các bạn. Và lúc này mình sẽ vi phạm một lỗi nghiêm trọng của YouTube. Cho nên các bạn hãy chú ý trong phần thẻ tag, các bạn hãy đặt những thẻ tag có liên quan trực tiếp đến video của các bạn đang chia sẻ. Hoặc là các bạn có thể đặt thêm một vài thẻ tag mà có nội dung gần liên quan đến cái video các bạn đang muốn chia sẻ. Thì như vậy là hợp lý. Bước thứ 6 để tối ưu hóa video của các bạn đó chính là chất lượng của video. Thì các bạn cũng biết rằng ngày nay video được đăng tải ở trên YouTube rất là nhiều và những nội dung tương tự nhau có rất là nhiều. Chính vì vậy cái chất lượng video chiếm một phần rất quan trọng để thu hút lượng khán giả xem video. Ví dụ như người ta vào xem video của các bạn mà các bạn đăng tải video ở chất lượng thấp, tức là chất lượng SD, thì khi khán giả vào xem người ta sẽ dễ dàng thoát ra ngoài, tại vì chất lượng SD là chỉ là chất lượng thấp thôi. Chính vì vậy khi các bạn quay video và tải video lên, các bạn nên tải ở chất lượng cao nhất có thể để mình có thể tối ưu hóa được video của mình một cách tốt nhất. Ví dụ như ở đây Tiến đang có hai chất lượng là chất lượng SD và chất lượng HD, và thông thường video của Tiến toàn tải lên ở chất lượng HD nha các bạn. Bước thứ 7 đó chính là cài đặt phần màn hình kết thúc. Thì để mình vào chi tiết phần màn hình kết thúc cho các bạn xem. Mục đích của việc cài đặt phần màn hình kết thúc là gì? Thì sau khi khán giả người ta xem video của các bạn gần hết, tức là còn khoảng 20 giây cuối cùng, thì màn hình kết thúc sẽ hiển thị lên. Ở đây sẽ có những phần trong màn hình kết thúc và YouTube đã cài đặt. Ví dụ như là
hiển thị video, hiển thị playlist, hiển thị kênh, hiển thị đường link video khác. Thì tùy thuộc vào các bạn có thể cài đặt, ví dụ như ở đây Tiến đang chọn cài đặt màn hình kết thúc là kêu gọi người xem đăng ký kênh của Tiến Vlog chia sẻ một video có liên quan và một danh sách phát có liên quan. Thì như vậy người xem, người ta muốn xem nội dung gì, hoặc là người xem mà chưa đăng ký kênh của Tiến Vlog, nếu họ yêu thích Tiến Vlog thì họ có thể bấm đăng ký cho kênh của mình, và sau này mình sẽ có những cái lượng khán giả thường xuyên theo dõi kênh của mình nha các bạn. Thì đó chính là mục đích của việc tạo màn hình kết thúc. Bước thứ 8 đó chính là cài đặt thẻ ở trong video. Thì mình sẽ vào phần cạc, ở đây là phần thẻ trong video để mình cài đặt cho các bạn xem. Ở trong phần thẻ thì YouTube cho phép mình là cài đặt tối đa là 5 thẻ, bao gồm những thành phần ví dụ như là video, danh sách phát, kênh hoặc là đường link. Thì ở đây tùy thuộc vào các bạn là các bạn muốn người xem đến video mới của các bạn, hay là đến một danh sách phát nào đó, hay là đến đường link kênh YouTube của các bạn, hay là đến kênh của các bạn, thì tùy thuộc vào các bạn lựa chọn nhé. Thông thường thì Tiến hay chọn là video liên quan. Ở trong cái video đó, ví dụ như nhà có một mình thì Tiến sẽ chèn những video liên quan là nhà có một mình tập 15 hay là 17. Cái đó tùy thuộc, nói chung là mình sẽ chèn những video liên quan, và mình có thể chèn thêm một cái danh sách phát vào trong đó. Thì khi mà người ta xem đến một cái mốc nào, mốc mà các bạn chèn này, thì sẽ có một hiện ra một cái đường như thế này. Đấy, thì người xem đấy, ví dụ người ta không muốn xem video này nữa, nhưng mà người ta muốn xem một video khác, thì người ta có thể bấm vào đây là video liên quan ở trong cái video này, thì họ sẽ tiếp tục ở lại kênh YouTube của các bạn và tiếp tục xem nha các bạn. Thì như vậy mình sẽ giữ chân được người xem ở lại kênh của mình lâu hơn nha các bạn. Bước thứ 9 đó chính là tạo phụ đề cho video. Thì để tạo phụ đề, các bạn vào phần sắp này, sắp tích rồi. Đây, tiếng Anh mình hơi dở, các bạn thông cảm. Thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng ở đây Tiến đã tạo rất nhiều phụ đề cho video của mình với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thì mục đích của việc tạo phụ đề cho video đó là gì? Đó chính là tiếp cận được lượng khán giả ở nhiều quốc gia khác nhau. Ví dụ như mình đang nói là ngôn ngữ tiếng Việt, nếu như mình không tạo phụ đề cho video thì người nước ngoài người ta xem video người ta sẽ không hiểu, và khi vào lập tức họ sẽ rời khỏi video của các bạn ngay. Tại vì mình chia sẻ là tiếng Việt mà không có phụ đề thì người ta nghe người ta đâu có hiểu gì, đúng không mọi người? Chính vì vậy Tiến đã tạo ra rất nhiều phụ đề video ở trong này. Và cách để tạo phụ đề cho video như thế nào thì Tiến đã hướng dẫn rất là nhiều rồi, và link Tiến sẽ để ở phần mô tả. Nếu như các bạn chưa biết cách tạo phụ đề cho video thì các bạn có thể vào đó để các bạn xem cách mà Tiến tạo phụ đề cho video nhé các bạn. Hiện tại thì YouTube có một phần gọi là phần tạo phụ đề cho video tự động. Tuy nhiên các bạn lưu ý dùng mình là tạo phụ đề tự động ở trên YouTube bị lỗi rất là nhiều. Và thông thường nếu như các bạn không tự tạo phụ đề cho video mà để YouTube tự dịch ra thì nó sẽ truyền tải sai cái thông điệp mà các bạn muốn chia sẻ ở trong video đó là gì. Chính vì vậy tốt nhất các bạn hãy tự tạo phụ đề cho video của mình. Và bước thứ 10 cũng là bước cuối cùng mà Tiến muốn chia sẻ ở trong video ngày hôm nay, đó chính là chế độ hiển thị video. Thì ở đây YouTube cho phép mình cài đặt nhiều chế độ hiển thị khác nhau ở trong video. Thì các bạn lưu ý dùng mình là khi các bạn tải video lên thì các bạn hãy để chế độ hiển thị là riêng tư hoặc là chế độ hiển thị không công khai. Sau đó khi các bạn tải video lên xong hết rồi, các bạn vào tối ưu hóa hết tất cả các bước theo như Tiến vừa nói xong, thì lúc này các bạn mới cài đặt chế độ hiển thị video. Thì ở đây các bạn có thể chọn hình thức là công khai hoặc là chế độ hình thức là công chiếu video. Và mình khuyên các bạn là các bạn hãy chọn chế độ hình thức là công chiếu video thay vì hình thức công khai video nha mọi người. Tại vì sao mình lại chọn hình thức là
công chiếu video mà không chọn hình thức là công khai. Bởi vì thứ nhất, khi các bạn chọn hình thức công chiếu video thì các bạn sẽ tiếp cận được lượng người xem tại thời điểm các bạn phát hành video đó nhiều hơn. Và thứ hai là các bạn có thể trò chuyện trực tiếp với người xem video của các bạn tại thời điểm các bạn đang công chiếu video đó, và các bạn có thể giao lưu với khán giả của mình. Chính vì vậy, mình khuyên các bạn là nếu có thể các bạn hãy công chiếu video. Như vậy là Tiến Vlog vừa chia sẻ đến với mọi người 10 bước để tối ưu hóa video của các bạn ở trên YouTube nha mọi người. Và đó cũng chính là toàn bộ những kinh nghiệm mà Tiến Vlog đã học hỏi được trong suốt quá trình làm YouTube của mình để gửi đến tất cả mọi người. Thì nếu các bạn đang theo dõi video này, các bạn thấy video của Tiến Vlog hay và hữu ích đối với tất cả mọi người, thì các bạn đừng quên cho Tiến Vlog một like, một bình luận, một chia sẻ và một đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và video ngày hôm nay của Tiến Vlog cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.